tật, cầm điếc bẩm sinh, bầu liệu mà tránh cho xa, kẻo tự mình làm hại đến con. Mang bầu, mẹ hãy nói không với những món này nhé. Khi mới mang thai, mẹ nên nói không với những thực phẩm chiên rán, đồ ngọt và gan động vật. Nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng chế độ dinh dưỡng trong thai kỳ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi. Chính vì vậy, để sinh ra được những đứa con khỏe mạnh, thông minh, bà bầu nên chọn lựa những loại thực phẩm tốt cho bé và tránh xa những đồ ăn có hại dưới đây. Đồ chiên rán. Trong đồ chiên rán có chứa một lượng nhất định phèn chua, mà phèn chua chứa nhôm, một chất vô cơ. Nhôm có thể xâm nhập vào não của thai nhi thông qua nhau thai. Nếu ăn nhiều, lượng nhôm tích lũy sẽ lớn, làm cho não thai nhi kém phát triển, tăng nguy cơ bệnh đần độn. Đồ uống chứa caffeine. Một số đồ uống có chứa 2,4% đến 2,6% caffeine và hàm lượng các chất kích thích khác. Một số thai phụ sau khi uống đồ uống này bị buồn nôn, đau đầu, tim đập nhanh và các triệu chứng ngộ độc khác. Các phản ứng này ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trái tim, não, gan và các cơ quan quan trọng khác của thai nhi. Kết quả là em bé sinh ra dễ bị các dị tật bẩm sinh. Trà. Phụ nữ mang thai không nên uống quá nhiều trà. Chất theophylline trong trà có thể kích thích đến chuyển động của thai nhi, thậm chí gây nguy cơ cho sự phát triển của thai. Gan động vật. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng mẹ bầu tiêu thụ quá nhiều gan động vật trong thời kỳ đầu mang thai có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của em bé trong bụng. Nếu phụ nữ mang thai ăn quá nhiều gan động vật, đặc biệt là khi dùng các viên thuốc bổ sung sinh tố khác, lượng vitamin A được đưa vào cơ thể sẽ quá nhiều, ảnh hưởng xấu đến thai nhi, thậm chí gây quá thai. Ngoài ra, gan là bộ máy giải độc, là kho chứa chất độc lớn nhất trong cơ thể động vật. Một số chất độc đó khi ăn vào có thể ảnh hưởng xấu đến mẹ bầu và em bé. Thực phẩm dễ dị ứng. Khi mang thai, mẹ bầu cần đặc biệt chú ý đến việc ăn uống, nhất là khi ăn những thực phẩm lạ mà cơ thể dễ bị dị ứng. Với bất cứ món ăn nào lạ, mẹ chỉ nên ăn một chút để thử phản ứng của cơ thể trước. Với những thực phẩm mà mẹ đã bị dị ứng trước đó, tuyệt đối không nên cố gắng ăn, bởi khi cơ thể bị dị ứng sẽ sản sinh ra một loạt các chất có hại cho bào thai. Khi cơ thể bị ngứa, phát ban, đau bụng, tiêu chảy, mẹ cần dừng sử dụng thực phẩm ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa. Với bất cứ thực phẩm nào đã từng khiến mẹ bị dị ứng đều không nên ăn khi mang thai. Giấm và thực phẩm có tính axit. Quá nhiều giấm và thức ăn có tính axit là một trong những thủ phạm gây ra dị tật. Đặc biệt là hai tuần đầu của thai kỳ, rất nhiều loại thực phẩm có tính axit có thể gây mệt mỏi, yếu kém. Sử dụng thực phẩm có tính axit trong thời gian dài không chỉ khiến người mẹ bị mắc những căn bệnh nhất định, mà điều quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển bình thường của thai nhi, thậm chí có thể dẫn đến dị tật thai nhi. Thức ăn xông khói, nướng. Các thực phẩm loại này phải dùng gỗ, than làm chất đốt để chế biến. Nhiên liệu đốt lên sẽ tán phát ra một loại chất độc làm ô nhiễm các thức ăn được xông nướng. Chất độc này có thể gây ra ung thư. Cứ mỗi ký cá xông và thịt nướng có tới mấy chục mg chất độc này. Cứ mỗi kg bánh thịt nướng có 79 mg chất độc. Đồ ngọt, đường, kẹo. Mặc dù đồ ngọt rất hấp dẫn với mẹ bầu, nhưng trong 3 tháng đầu và cả thai kỳ, chị em nên nhịn ăn để có sức khỏe tốt nhất. Mẹ bầu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ khiến tăng cân nhiều, dễ gây tiểu đường thai kỳ và thậm chí lượng đường dư thừa sẽ tiêu thụ canxi, khiến mẹ bị thiếu canxi, ảnh hưởng đến sự phát triển xương và răng của trẻ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Loại rau ngon ngọt nhưng tuyệt đối không được ăn lẩu, kẹo sinh sản chất kịch độc như thạch tím, có thể gây chết người như chơi. Hôm qua nhà em ăn lẩu bò giã ngán sau Tết, tiện có mấy mớ mùng tơi tươi ngon mập mạp, lại là đồ sạch đem từ quê lên, thế là đem ra nhúng lẩu ăn. Ai dè ăn xong cả nhà cùng bị đầy hơi, trứng bụng khó tiêu.
Nhà em cẩn thận lắm, rau thịt đều có nguồn gốc đảm bảo mới dám mua về, thế mà không hiểu sao lại ấp ạch bụng dạ. Em bèn lên mạng tìm hiểu thử thì đọc được bài này, thấy hết hồn các mẹ ạ. À, hóa ra không phải đâu gì cũng đem đi nhúng lẩu được, may mà nhà em chỉ bị qua la. Em còn đọc thấy có vụ hai bệnh nhân phải vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng méo miệng, sưng hai má, không nói được do ăn lẩu, ăn phải rau độc. Các mẹ cùng tìm hiểu kỹ và ghi nhớ để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Sai một ly, lại đi một dặm thì khổ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, việc ăn nhiều loại rau xanh khi ăn lẩu sẽ giúp cơ thể giải nhiệt, trừ nóng và giải độc, đồng thời làm tăng mùi vị của món lẩu. Tuy nhiên, chúng ta thường tùy hướng theo khẩu vị để chọn rau mà không biết rằng có những loại rau không nên phối hợp với nhau khi ăn lẩu, bởi chúng có thể sản sinh ra các chất độc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài việc nên chú ý mua những loại rau có nguồn gốc rõ ràng, sạch sẽ, thì cách kết hợp rau với từng loại lẩu cũng rất quan trọng. 1. Lẩu bò không ăn với rau mồng tơi. Lẩu bò tuyệt đối không ăn kèm rau mồng tơi vì sẽ gây đau bụng, khiến bụng đầy hơi khó tiêu, thậm chí táo bón. Nấu lẩu bò không thể thiếu rau cải thảo, rau cải xanh, rau cần, khế chua và một số loại nấm. 2. Lẩu hải sản không ăn với cà chua. Lẩu hải sản nên kiêng toàn bộ những rau quả giàu vitamin C như cà chua, chanh, bởi khi hải sản, nhất là tôm, kết hợp với những trái cây, rau ăn lẩu giàu vitamin C thì acen pentavalin có trong hải sản sẽ chuyển hóa trở thành acen triosidi mà dân gian thường gọi là thạch tím, có thể gây ngộ độc thạch tím cấp tính, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Với đặc tính là món tanh, lẩu hải sản cần có các loại rau như rau muống, rau cần, cải ngồng, hành tươi, các loại rau thơm, dứa. 3. Lẩu gà không ăn với rau kinh giới. Lẩu gà tuyệt đối không được ăn với rau kinh giới, bởi theo đông y, thịt gà thuộc phong mộc về tạc can. Kinh giới lại có vị cay, tính ấm, khá kết khí, ngăn không cho phong khí tụ, hạ ứ huyết. Kết hợp hai thứ này sẽ gây ra chứng chóng mặt, ù tai, hạt run rẩy toàn thân, ngứa ngáy vùng đầu não. Lẩu gà nên ăn với rau ngải cứu. Loại rau này không chỉ tốt cho sức khỏe, giải được nhiều độc tố, mà khi dùng chung với lẩu gà sẽ rất thơm. Ngoài ra đi kèm với món lẩu gà còn có rau cải xanh, rau đắng, rau muống, bắp chuối. 4. Lẩu riêu cua, kỵ cần tây, khoai lang. Lẩu riêu cua tuyệt đối không ăn với rau cần tây và khoai lang và khoai tây. Cua ăn chung với cần tây sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể, còn khi ăn chung với khoai lang, khoai tây dễ gây sỏi trong cơ thể. Nên ăn lẩu riêu cua kèm với bí đao, hoa chuối thái nhỏ và các loại rau thơm. 5. Lẩu thịt dê kỵ giấm. Ăn lẩu thịt dê tuyệt đối tránh không ăn kèm giấm, vì giấm sẽ phá hủy làm giảm bớt những thành phần dinh dưỡng quý nhất ở thịt dê. Lẩu thịt dê nên ăn với củ sen, khoai môn, nấm mèo, tiết tô, măng chua. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sáu loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ khi sáu loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sát Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trashilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây.
Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và entocarbapenol. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc, cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chymetron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường, nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Vì sao người Việt lại bỏ đi thứ này khi mà cả thế giới đang rao riết săn lùng? Sơ mướp thường chỉ được dùng làm miếng rửa bát, vì thế ai cũng kinh ngạc khi biết chúng còn có thể làm những điều không tưởng sau đây. Sơ mướp là phần ruột của phần quả mướp đã già. Phần sơ này thường rất cứng và thô nên không thể dùng làm gì ngoài việc chùi rửa chén bát. Nhưng mới đây, một số nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều công dụng đặc biệt của sơ mướp khiến cả thế giới phải săn lùng phế phẩm này của Việt Nam. Chữa bệnh trĩ, táo bón, đi ngòi ra máu. Trong đông y, sơ mướp thường được gọi là tiêu qua lạc, có vị ngọt dịu, tính bình, có tác dụng cầm máu, thông kinh lạc, chống co thắt, thúc sởi, lợi tiểu, chữa bệnh trĩ, đi ngòi ra máu. Vì thế từ lâu, các nước Đông Nam Á đã biết tận dụng sơ mướp để chữa trị táo bón, đi cầu ra máu và đặc biệt là bệnh trĩ. Để làm được điều đó, người ta lấy sơ mướp già, cạo sạch vỏ và nướng trên than củi. Sau khi thấy phần sơ mướp đã vàng, họ bắt đầu đem sát chúng với vài lá sâm đen. Nước này được chia ra uống khoảng 3 lần trong một ngày. Thực hiện đều đặn có thể giúp nhuận tràng, giảm đau. Chỉ với nguyên liệu đơn giản này, căn bệnh trĩ quái ác cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Chữa tắc sữa. Đây có lẽ là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở những bà mẹ có con nhỏ.
Mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng điều này cũng gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến sức khỏe bà mẹ và cả đứa bé. Vì thế, để hạn chế tình trạng không mong muốn này, tốt nhất bạn nên dùng một cái xơ mướp đun với 10 quả bồ kết gai, một củ hành tươi. Bạn dùng nước sắc để uống làm 2 lần trong ngày, dùng liên tục 2 đến 3 ngày, tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Các bà mẹ bỉm sữa hết lo rồi nhé. Thanh nhiệt cầm máu. Từ xưa, y học cổ truyền đã biết sử dụng xơ mướp như một phương thuốc đơn giản giúp cơ thể thanh nhiệt cầm máu. Theo công bố, xơ mướp sau khi được sao cháy thành than có thể giúp cầm máu rất tốt. Ngoài ra, ông bà xưa còn dùng xơ mướp để chữa chứng ban huyết, nóng trong người, phế tỳ thận yếu. Bạn nên trữ một ít xơ mướp trong nhà cùng với phục linh, trạch tả, vỏ bí xanh, hạt ý dĩ sao uống để đề phòng các triệu chứng trên lúc cấp bách. Nhớ ngay bài thuốc này nếu chẳng may bị xuất huyết hoặc nóng trong người bạn nhé. Chữa ho hen. Một công dụng tuyệt vời khác của xơ mướp là giúp chữa các chứng hen suyễn, khó thở ở những người có vấn đề đường hô hấp. Không chỉ ở Việt Nam, các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc, đã biết tận dụng xơ mướp chữa các chứng ho hen, khò khè, khó thở. Phương pháp này cũng vô cùng đơn giản. Người ta băm nhỏ khoảng một nhúm xơ mướp đã được làm sạch và xoa vàng lên. Sau đó, dùng hạt cây rau đay, loại đay trái dài, đập dập rồi xoa lên. Cuối cùng, bạn trộn đều hai nguyên liệu này lại và sắc uống lúc còn nóng. Ngày chỉ cần uống 2 lần và duy trì đều đặn khoảng 3 ngày là sẽ thấy ngay kết quả kỳ diệu. Người bị ho hen giờ đây không cần quá lo lắng vì đã có bài thuốc từ xưa mướp. Trị đau thấp khớp. Đối với những người có tuổi, xơ mướp đã phát huy công dụng tuyệt vời trong việc điều trị đau thấp khớp vô cùng hiệu quả. Chỉ cần lấy xơ sắc cùng với rễ mướp, mộc thông, tỳ dại uống ngày 3 lần. Bài thuốc này vừa dễ uống lại phát huy công dụng rất tốt. Quan trọng hơn, chúng không mang lại tác dụng phụ và khiến cơ thể khó chịu như các phương thuốc khác. Ngay cả chứng đau lưng khó trị cũng không thành vấn đề với những miếng xơ mướp nhỏ bé. Với nguyên liệu đơn giản này, mỗi gia đình đều có thể tự trang bị cho mình những bài thuốc vô cùng hữu hiệu, nhưng giá cả lại rất bình dân. Chúng không kén đối tượng sử dụng, lại chữa được nhiều chứng bệnh khác nhau, nên chắc chắn sẽ có lúc bạn cần dùng đến loại nguyên liệu dân giả này. Hãy trữ sẵn một ít xơ mướp trong nhà, nếu không dùng, trị bệnh thì vẫn có thể dùng chúng để cọ rửa chén bát, hoặc làm bông tắm cũng rất tốt đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nấu cà tím lấy nước uống, cô gái thu được kết quả kinh ngạc sau 2 ngày. Từ khi phát hiện những cơn đau do bệnh khớp, đặc biệt là ở đầu gối và mắt cá chân, người phụ nữ này đã đến khá nhiều nơi và được bác sĩ cho dùng thuốc, nhưng cơn đau chỉ hết tạm thời. Sau đó, cô tìm kiếm các phương pháp điều trị viêm khớp tự nhiên, vô tình đọc được một bài thuốc với cà tím. Chính nó đã giúp cô đoạn tuyệt với triệu chứng và biến chứng của căn bệnh này. Phương thuốc này là tất cả những gì cô cần để làm dịu những cơn đau khủng khiếp ở các khớp. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì trong cà tím chứa nhiều chất sắt và dồi dào vitamin giúp ngăn ngừa thiếu máu. Bên cạnh đó, magie, kali và canxi cùng với vitamin A và C trong cà tím còn có tác dụng cải thiện cấu trúc xương, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Và cà tím là loại quả chứa nhiều chất xơ. Không những vậy, trong cà tím còn có một chất gọi là acid chlorogenic, một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp đẩy lùi các bệnh về đường ruột và cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, ăn cà tím còn tốt cho người bị bệnh tiểu đường type 2 vì lượng xơ dồi dào chứa trong nó. Nước cà tím vừa dùng để uống, vừa dùng để thoa và bốt như một loại dầu giảm đau nhức khá hiệu quả. Cách thực hiện được cô gái chia sẻ như sau. Chuẩn bị: một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Thực hiện: 1. Trước tiên, bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. 2.
đun sôi 1 lít nước, tắt bếp. 3. Cho cà tím vào nồi nước vừa đun, đậy nắp lại. 4. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. 5. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước. Cách dùng: theo như lời chia sẻ thì chỉ sau 2 ngày uống và bôi nước cà tím, các cơn đau khớp sẽ dần biến mất. Nhưng để đạt hiệu quả tối ưu thì bạn nên duy trì uống nước cà tím trong khoảng 2 tuần. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tốt hơn cả Viagra, chị em săn ngọc kê tẩm bổ chồng. Chị em tìm đủ mọi cách săn lùng ngọc kê, tinh hoàng gà dù đắt hơn nửa triệu đồng trên ký, để bồi bổ cho chồng như một thứ thần dược phòng the. Than thở với đồng nghiệp rằng chồng thường xuyên hưởng hờ, đặc biệt sau khi chị sinh đứa con thứ hai. Chị Nguyễn Thị Phượng, Ba Đình, Hà Nội, được Mách Nước mua ngọc kê bồi dưỡng, bảo đảm chồng ăn xong sẽ không thể từ chối. Chồng tôi không uống rượu, cũng không nghiện thuốc lá hay chất kích thích nào, nhưng anh ấy thường lảng tránh, khi gần gũi thì không mấy hào hứng. Tôi nghi ngờ chồng có bồ nhí, nhưng theo dõi thì không phải, chị Phượng tâm sự. Chị đồng nghiệp rỉ tai, đi ngang ra chợ mua lấy một lạng ngọc kê về làm cho chàng ăn thử một bữa, kết quả sẽ bất ngờ. Đi đến tận hàng gà thứ tư, gần cuối chợ, chị mới mua được 2 lạng ngọc kê với giá 70.000 đồng trên một lạng. Mới đầu đến hỏi mua, tôi cũng hơi xấu hổ, xong các bà bán hàng cười phá lên, bảo sao phải hỏi nhỏ thế. Loại này nhiều chị U40, 50 mua về cho chồng, chị Phượng chia sẻ. Chị cũng cho biết, gần 3 tháng nay, ngoài các món thông thường, tối nào chị cũng đem ngọc kê hấp hoặc xào nhạt với hoa thiên lý hay dứa cho chồng ăn thêm. Thấy vợ vất vả nấu nướng, chồng tôi đáp lại nhiệt tình nên đời sống vợ chồng cải thiện đáng kể, chị hào hứng. Không bị yếu khoảng ấy như chồng chị Phượng, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Long và chị Hoàng Bích Hạnh, Kim Lũ, Hà Nội, cũng lựa chọn ngọc kê như thần dược cứu tinh cho vấn đề nan giải của gia đình. Vợ chồng tôi kết hôn được gần 2 năm rồi mà chưa có con. Đi khám, bác sĩ bảo chồng tôi bị tinh trùng yếu, cần điều trị lâu dài. Tôi đã nói với mọi người là đang kế hoạch để giữ thể diện, chứ cũng sốt ruột tìm cách chữa, chị Hạnh cho biết. Thế nhưng khi mẹ chồng phát hiện ra bí mật, chị Hạnh được bà dắt đến một thầy lang quen ở quê. Ông lang ngồi cho thuốc bắc uống, còn khuyên chị mỗi ngày dùng ngọc kê tần với lá hẹ cho chồng tẩm bổ. Đặc biệt phải dùng của gà ta tươi ngon mới có tác dụng. Nghe lời thầy thuốc, sáng nào chị Hạnh cũng dậy thật sớm đi chợ mua ngọc kê tươi với giá khoảng 70.000 đồng trên một lạng. Được khoảng 5 đến 6 quả nhỏ, chị mang về tẩm ướp, cho vào nồi thủy tinh cao cấp hầm khoảng 30 phút cùng lá hẹ rửa sạch. Đến khi ngọc kê nửa bung, lá hẹ như ngấm vào từng hạt và đến khi ngọc kê nửa bung, lá hẹ như ngấm vào từng hạt là vừa ngon. Lúc đầu ông xã chê, nhưng càng ăn lại càng nghiện. Sang tháng, chúng tôi đi khám lại xem tình hình thế nào. Chỉ cực mỗi việc phải dậy sớm tìm mua ngọc kê tươi, nhưng nếu có hiệu quả thì cũng bỏ công, chị Hạnh vui vẻ. Gà cũng yếu thì lấy đầu tác dụng bổ thận tráng dương. Trước đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho hay, việc dùng tinh hoàng gà hoàn toàn vô nghĩa trong việc cải thiện chuyện phòng the, cũng như bài toán đi tìm chất lượng con giống. Theo lý giải của bác sĩ Hướng, gà thuộc nhóm lòng vũ, rất yếu, không có máy sinh lực trong hoạt động tình dục, nên không thể giúp con người cải thiện chuyện ấy. Theo tập quán sinh hoạt và sức khỏe của loài gà, nhu cầu sinh hoạt tình dục của chúng không đáng kể, vài tháng một lần. Do đó, hoạt động tuyến sinh dục và khả năng sinh tinh rất kém, không thể trợ giúp cho con người trong việc điều trị yếu sinh lý hay sinh tinh. Bác sĩ Hướng giải thích, thay vì đặt hết niềm tin vào các thực phẩm không có tác dụng như mong muốn,
bác sĩ Nguyễn xin hướng khuyên mọi người hãy đến khám và tư vấn từ những bác sĩ có chuyên môn để việc điều trị được hiệu quả và không mất nhiều thời gian, và không muốn mất nhiều thời gian kẻo cái tuổi nó đuổi xuân đi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong một tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ, chỉ cần kiên trì sử dụng một tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon. Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bông nêm. Lá bông nêm có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nêm, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bông nêm cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hạn nước uống. Lấy lá bông, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tâm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu. Lấy lá bông nêm phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá, đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài, ngoài việc dùng để ướp trà, tạo mùi thơm, thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau. Với hoa nhài, bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2g tầm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tâm sen. Phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt. Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen long nhãn. Nên để cả phần tâm sen bên trong, mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tâm sen thì cần xào vàng để hạ bớt dược tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram. Dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ, thêm đường nấu thành cao mềm, mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5g, vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời, chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi, bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn, ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm khi ăn chuối sai cách mà chẳng ai có thể ngờ. Đừng hồ đồ để mắc phải 3 sai lầm khi các bạn ăn chuối để biến loại quả này trở thành thuốc độc. Có đến 90% các gia đình hiện nay đều mắc phải. Các bạn cần phải biết, đừng để phạm sai lầm cơ bản rước họa vào thân nhé. Sai lầm khi ăn chuối 90% người mắc phải.
Chuối là loại hoa quả rất phổ biến, nó thường có trong mỗi gia đình vì chuối rất giàu dinh dưỡng và cũng khá rẻ tiền. Thế nhưng, các bạn cần phải tránh mắc phải những sai lầm dưới đây. 90% người ăn chuối đang mắc phải, còn bạn thì sao? Cùng tìm hiểu xem đó là sai lầm gì. Bạn có đang làm đúng không để còn khắc phục nhé. Sai lầm khi ăn chuối, ăn quá nhiều trong ngày. Chuối là loại quả chứa một hàm lượng dinh dưỡng, kali và vitamin rất dồi dào, phong phú. Nó có thể làm cho da dẻ mềm mại, làm cho mắt sáng và tinh lực tràn đầy, giúp kéo dài tuổi thọ và cũng có tác dụng phòng nhiều bệnh khác. Nhưng nếu như các bạn ăn chuối quá nhiều trong ngày, lượng vitamin B6 từ chuối kết hợp với các thực phẩm khác, có thể nó sẽ được nạp vào cơ thể quá tải. Điều này xảy ra tình trạng quá liều, có thể tổn hại đến sức khỏe. Nếu các bạn ăn chuối nhiều chỉ trong một thời gian ngắn, các bạn có thể đối mặt với các triệu chứng của tăng trong máu. Theo đó, các bạn chỉ nên ăn 2 quả chuối mỗi ngày, vì nếu như nạp quá nhiều chuối vào cơ thể, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn các vitamin và khoáng chất có trong cơ thể. Thậm chí, nếu như các bạn ăn nhiều chuối chỉ trong thời gian ngắn, bạn có thể phải đối mặt với các triệu chứng của tăng kali máu, sẽ làm cơ suy yếu, làm nhịp tim trở nên bất thường, hay thậm chí có thể dẫn đến tình trạng bị tê liệt tạm thời. Sai lầm khi ăn chuối, ai cũng ăn được chuối. Thực tế, không phải ai cũng có thể ăn loại quả này mà sẽ có rất nhiều người cần phải hạn chế việc ăn chuối. Cụ thể, với những người nào có tiền sử về đau dạ dày thì rất cần hạn chế ăn chuối tiêu. Và cũng tuyệt đối không ăn chuối khi đang bụng đói, vì khi đó ăn chuối vào bạn sẽ có cảm giác sẽ còn cao hoặc là đau bụng. Những người đang bị táo bón, tiêu chảy thì cũng hạn chế ăn. Bởi với nhiều người cho rằng ăn nhiều chuối vào có thể sẽ giúp nhuận tràng, từ đó thông tiện, nên có một số người khi bị táo bón, họ thường xuyên ăn chuối. Nhưng bạn có biết, chuối không những không giải quyết được cho bạn chứng táo bón, mà ngược lại, nó sẽ còn khiến cho tình trạng táo bón của bạn nặng hơn. Người bị bệnh thận, bị đau đầu, tiểu đường hay tim mạch cũng là những đối tượng cần hạn chế ăn chuối để tránh tình trạng bệnh trầm trọng hơn. Tương tự thì người đang bị tiêu chảy không nên ăn chuối chín bởi vì lượng xơ mềm. Chất oligosaccharide có thể nó giúp nhuận tràng, chất này nó sẽ làm cho bệnh tiêu chảy của bạn nặng hơn. Sai lầm khi ăn chuối, ăn lúc nào cũng được. Thực tế, khi ăn chuối vào cơ thể thì chuối sẽ phát huy được tốt nhất những tác dụng của nó, như thúc đẩy hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn khi bạn ăn chúng sau bữa cơm, sau khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, còn nếu như các bạn dùng chuối để làm thức ăn khi đói, thì đó không phải là cách hay, nó thật nguy hiểm. Bởi thế, các bạn tuyệt đối không nên ăn chuối lúc đói, vì trong chuối có chứa nhiều magie. Ăn chuối lúc dạ dày của bạn đang trống rỗng, nó sẽ làm lượng magie bị tăng đột ngột trong máu, có thể gây mất cân bằng tim mạch và nó làm tổn hại đến sức khỏe của bạn. Lượng vitamin C rất dồi dào trong chuối, nếu như đưa vào cơ thể khi đang bị đói cũng sẽ khiến bạn bị đau dạ dày lập tức. Bạn chỉ nên ăn chuối khi đã ăn cơm no, để chuối không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, nhận tác dụng bảo vệ dạ dày và trung hòa axit dạ dày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu, vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách
khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn, khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt, nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay, do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội. Đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu. Cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn, nhưng nằm ở vị trí bể thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắp, đái mũ, khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rắc run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái buốt, đái rắc là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận, có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương y Trọng Đức, Học viện Y dược cổ truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7 đến 9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước, sắp khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Cách dùng: chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày, uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục, đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, sỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.